Bọn con qua đây cũng thay mặt công ty cũng có lời cảm ơn như là chúc Tết tới gia đình mình. Thì năm Tết Dương thì cũng qua rồi, Tết Âm thì cũng cận kề, thì bọn con chúc các bác rồi các anh các chị nhà mình mọi người có một năm mới 2024 thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi cũng hy vọng là từ cái công trình của nhà mình đây thì bọn con có thêm những cái ngôi nhà thờ đẹp nữa tại cái quê hương Hưng Yên. Con xin gửi bác đại diện nhận giúp bọn con nhá. Thì con cảm ơn bác nhiều. Mọi người, mình là Hoàng Công, chào mừng mọi người đến với chương trình tặng quà Tết tri ân khách hàng của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để thăm lại khách hàng cũng như là thăm lại một công trình mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình nhà bác Lê Quang Đán, bác Lê Văn Huy tại nơi đây, công trình nhà thờ họ của gia đình nhà bác. Thì cũng giới thiệu thêm mọi người về công trình này để mọi người có thể hiểu hơn về cái dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói công trình từ đường, công trình nhà thờ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Thì mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để gặp gỡ lại gia chủ và sẽ tham quan lại công trình cũng như là tổng thể khuôn viên bọn mình đã tư vấn thiết kế và thi công nhà bác. Vâng, giới thiệu mọi người, bên cạnh mình đây chính là bác Huy, anh trai của bác Đán cũng như là cũng là chủ đầu tư của công trình nhà thờ của gia đình của nhà bác. Thì hôm nay bọn con về đây thì cũng rất là may mắn khi được bác tranh thủ thời gian để tiếp đãi bọn con. Còn cũng bọn con được biết là bác Đán ấy đang công tác ở tận Quảng Ninh cơ. Thì bọn con qua đây cũng thay mặt công ty cũng có lời cảm ơn như là chúc Tết tới gia đình mình. Thì năm Tết Dương thì cũng qua rồi, Tết Âm thì cũng cận kề, thì bọn con chúc các bác rồi các anh các chị nhà mình mọi người có một năm mới 2024 thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi cũng hy vọng là từ cái công trình của nhà mình đây thì bọn con có thêm những cái ngôi nhà thờ đẹp nữa tại cái quê hương Hưng Yên. Con xin gửi bác đại diện nhận giúp bọn con nhá. Thì con cảm ơn bác nhiều. Thế tôi cũng đại diện cho gia đình như là cảm ơn công ty Saco như thế là đã bớt chút thời gian về nhà gia đình chúng tôi rồi, như thế là thăm nhà thờ và chúc Tết, chúc công ty luôn luôn như thế là được nhiều công trình mới. Dạ vâng, con cảm ơn bác nhiều nha. Dạ. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu mọi người về tổng quan khuôn viên cũng như là cách của mình đã tư vấn thiết kế và thi công cho công trình của nhà bác Đán, nhà bác Huy. Thì tổng thể thì gia đình có một khuôn viên đất khá là rộng. Đây cũng là đất của ông cha để lại cho những cái thế hệ sau. Đời của các bác thì cũng đã tâm huyết xây dựng được công trình nhà thờ kết hợp với đó là công trình nhà ngang. Đây thì giới thiệu mọi người vị trí mình đang đứng đây. Ngay phía sau chính là công trình nhà thờ nằm ở trung tâm của khuôn đất. Và khu vực ở bên trái mình đây chính là công trình nhà ngang. Thì mọi người xem hình ảnh flycam bay thì có thể thấy là hai công trình kết nối với nhau. Và phía trước hai công trình nó là một khoảng sân chung. Đó, là vừa là sân nhà thờ cũng như là vừa trước cái sân khu vực nhà ngang. Đó, và trước công trình nhà thờ thì còn một cái mảnh vườn đang trồng những cái loài cây cũng như là trồng thêm hoa, đúng không ạ? Và ngay bên hông đây thì cũng có những cái khu vực có thể để được ô tô rất là rộng rãi. Thì tổng thể thì công trình này bọn mình thiết kế và thi công cho gia đình bác năm 2020. Đến thời điểm bây giờ cũng đã được khoảng 4 năm rồi. Thì hôm nay quay lại cái thước phim, mọi người thấy là sau 4 năm cái thời gian công trình thì cũng đã có những cái nét cổ kính hơn rất là nhiều. Đặc biệt khi mình tới đây thì mình thấy là toàn bộ các hạng mục bằng đá đây nhìn rất là cổ kính nha mọi người.
đó, đôi cột đèn hệ bậc ngũ cấp, rồi những cái phần chân tảng ngạch cửa nữa. Thì cái phần nhà ngang kia thì mình sẽ giới thiệu mọi người sơ bộ về công năng thôi. Công trình nhà ngang này sẽ kết hợp là một khu vực phòng khách này, kết hợp với lại khu vực bếp cộng ăn, rơi vào khoảng hơn 50m2, và sẽ có hai công trình để ở. Mỗi một phòng thì rơi vào diện tích khoảng gần 20m2, thể kê được hai giường đôi cũng như là một cái gia đình có thể ở trong đó. Đấy, mỗi khi mà các bác ở xa về có công có việc cũng như thắp hương cho các cụ thì ở lại đây vài ngày thì hoàn toàn có nơi để nghỉ ngơi cũng như sinh hoạt rất là thoải mái. Và ngay bên cạnh đây chính là nhà bác Huy. Đấy, thì ở đâu cũng được nhưng mà rất là rộng. Đó. Và công trình nhà phụ thì cũng được làm những cái nét theo cái phong cách ở nhà cổ Bắc Bộ mọi người, đồng bộ với lại cái công trình nhà chính. Và ở đây có một cái điểm khác là cái cốt khu vực nhà phụ thì thấp hơn cốt nhà chính. Ở khu vực công trình nhà phụ trợ thì sử dụng hệ bậc tam cấp, còn khu vực nhà thờ đây sử dụng hệ bậc ngũ cấp mọi người. Ok, tiếp theo thì mình sẽ sơ bộ mọi người về kích thước của công trình nhà thờ để mọi người có thể tham khảo. Thì công trình nhà thờ có kích thước phủ bì chiều rộng đã rơi vào khoảng 8m rưỡi và phủ bì chiều sâu rơi vào khoảng 7,25m, thì cũng tương đối là vừa phải thôi nha mọi người. Đó. Và công trình này sẽ chia các kích thước 3 gian như sau: gian giữa là gian chính đó là 3,02m, hai gian hai bên là 2,43m, cũng vừa phải đúng không ạ? Tại vì cũng tùy vào cái quy mô cũng như là ý tưởng của chủ nhà rồi mức đầu tư để mà mình tư vấn thiết kế sao công trình phù hợp nhất. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu một chút về cái chiều sâu đi để mọi người có thể tham khảo tổng thể về các kích thước. Đầu tiên là cái khu vực gian hiên này, từ tim cột đến tim cột sẽ rơi vào khoảng 1m1, chúng ta cộng thêm cái bậc ở bên trên ngoài cùng này sẽ rơi vào khoảng 1m3 1m4. Tiếp theo là cái phần gian giữa là rơi vào khoảng 3m, và khu vực gian thờ sẽ rơi vào khoảng 1m5 mọi người. Đó, thì cũng tương đối rộng rãi. Ok, thì kiến trúc ở bên ngoài công trình mọi người xem thêm những cái thước phim của mình bay flycam để có thể hiểu hơn. Đấy, sau 4 năm rồi mà cái hệ mài ngói vẫn rất là đỏ và đẹp đúng không ạ? Rất là đều, đòi hỏi tay nghề đội thợ rất là cao, nhiều kỹ thuật cho mọi người. Rồi cuốn thư, hai bên là hai cây kìm, phía trước vẫn là hai đôi cột đèn rất là rêu phong cổ kính. Tổng thể thì vẫn giữ nguyên được những cái nét kiến trúc, có phai đi bớt một chút về cái phần màu sơn ngoại thất thôi. Còn đá thì càng về thời gian sau thì càng đẹp. Và tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người về những cái hạng mục ở bên trong đây. Thì nếu mà các bạn cũng đã xem những cái thước phim bọn mình quay gần đây về những cái công trình từ đường ấy, thì các bạn để thấy là cũng có những cái cải tiến mới đúng không ạ? Ví dụ như những cái hàng cột hiên đây bọn mình thay bởi những cái cột giả đá, thì bọn mình có những công trình làm bằng đá luôn đó. Đặc biệt đây các bạn để thấy là cái sự khác biệt của công trình này so với những công trình gần đây, đó là cái hệ cửa bức bàn đây. Nhà bác theo cái phong cách truyền thống vẫn sử dụng cái hệ con song như này, bên trong là phần kính, bên dưới đây là đục, đây là bộ tứ linh nha mọi người. Đấy, tại vì gia đình bác cũng là quy mô thờ cúng cũng khá là lớn nên cũng có thể đục tứ linh thì cũng tương đối là hợp lý. Đấy, bên trên hệ con song. Đó. Cái hệ cửa đây thì cũng vẫn bằng gỗ lim và vẫn còn đẹp và chắc chắn lắm nha mọi người. Và toàn bộ cái khu vực hiên này thì so với các công trình khác thì khu vực hiên công trình này làm kẻ hiên hết chứ không làm hệ trồng giường. Đấy, thì mỗi nhà một phong cách cũng như ý tưởng của gia chủ đó, mình tư vấn thiết kế và thi công. Đó. Thì mỗi một cái kiến trúc thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau. Ok, tiếp theo sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để xem bên trong có những gì nhá. Và đầu tiên khi vào bên trong đây thì mình thấy là không gian thờ cúng của gia đình bác Đán cũng như nhà bác Huy đây, về cái hạng mục nội thất làm rất là đầy đủ đúng không ạ? À, đặc biệt là cái hệ kết cấu bằng bê tông sơn giả gỗ thì nhìn vẫn rất là kênh nổi và giữ được trọn cái màu sắc từ khi mà công trình được đưa vào sử dụng đến thời điểm hiện tại bây giờ. Đó, những cái hệ hoa văn rất là đẹp và kênh nổi. Và toàn bộ cái hệ nội thất của gia đình đây, nhất là quy mô thờ cúng ở đây là 3 gian đầy đủ nội thất nha mọi người. Các gian thì đều có khám thờ, đỉnh hương, đôi hạc, rồi đồ nội thất thờ phía bên ngoài thì có 4 hệ cầu đối lòng mo này, 3 hệ cửa võng cho 3 gian này. Đó, bên trên là 3 cái bức đại tự. Đây, tổng thể là theo cái phong cách là sơn son thiếp vàng nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Và tại vì quy mô thờ cúng cũng như là
với những cái nhà thờ họ thì ví dụ như gia đình nhà bác đây thì sẽ có thêm một cái chuông đồng mỗi khi mà gia đình có công có việc về những ngày giỗ lớn thì chúng ta sử dụng cái chuông này để làm những nghi lễ đó. Rất là đẹp và vừa vặn đúng không ạ? Toàn bộ nội thất ở đây cũng được may đo theo từng công trình, tránh cái tình trạng mà nội thất của chúng ta quá cọc hay là nó quá cao nhá, nó sẽ không được đẹp. Đó, bên trong thì các bạn để thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, xin mời mọi người chúng ta cùng chiếm ngưỡng một lần nữa cái sản phẩm mà mình đã tư vấn thiết kế và thi công chọn gói cho nhà bác Đán, nhà bác Huy tại đây nha mọi người. Ok, thì mình hy vọng qua video này thì các bạn có thêm đủ mẫu công trình từ đường, nhà thờ đẹp nữa để tham khảo, có thêm những ý tưởng cho công trình tương lai của nhà mình. Hoặc các bạn cũng đang cần đơn vị tư vấn thiết kế những mẫu từ đường nhà thờ đẹp như nhà bác Đán tại đây thì có thể liên hệ bọn mình theo số hotline bên dưới để công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato sẽ kiến tạo cho mọi người những không gian thờ cúng được trang nghiêm đẹp nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước, với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng. Chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế, về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công chọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.